lùng cụng ôi trời ơi, ôi trời ơi, ngồi vậy ngồi lâu tay ngồi ngồi lâu tay chân hết rồi hả? Tức là bị một năm nay rồi xuống, tức là không biết luôn. Ừ, bị té xe mấy lần giờ, tức là cái bê một ly nước này từ phòng vào trong là rung lắc cái chân là nhung, còn sức khỏe thì vẫn làm việc nhà việc chợ cũng tốt. Vâng, nhưng mà em bị rồi em có đi chụp hình được chưa? Thì em đi chợ Giấy này, y dược thành phố Hồ Chí Minh rồi mới lại làm 115 rồi, mỗi kết quả cũng khác rồi. Vâng, cái chuẩn án em là bị thần kinh tọa mới lại rồi bị ảnh hưởng não rồi. Vâng, mới có chỗ để nói là bệnh Parkinson. Rồi bây giờ ở đây á, em tới đây rồi. Vâng, thì em quyết tâm là quyết tử ở đây đi. Vâng, tại cái phương pháp mình ở đây điều trị là không dùng thuốc. Dạ, do đó là đối riêng cái bệnh anh của em á là em phải áp dụng mấy cái. Thứ nhất là thay đổi chức năng ngủ. Thay đổi chức năng ngủ ở đây á thì là hướng dẫn á là không ăn buổi sáng. Từ giờ bắt đầu em sẽ học cái cách đó. Thứ hai là phải hút không khí. Cái thứ ba là phải chườm đá liên tục, không có thể nào không chườm được. Cái xuống đây trồng đấy là 2 tháng. Đó. Em có mua cọc đá về làm. Thấy nó dễ tốt chịu. Vâng, da rẻ là nó khá hơn. Vâng, tức là em đã chườm đá rồi. Chườm đá hít không khí, uống rượu chili. Vâng, giỏi vậy đó. Vâng, vậy là tốt rồi. Chuyển biến nhiều, cô Yến biết mà. À rồi, vậy xuống nói là lập cập nhưng mà đến ngày hôm nay là đỡ nhiều từ hoa. Vâng, mọi người nghe cái nói cũng hơi cô Yến. Vâng, rồi bây giờ em nói thử điểm số, em đếm lớn hết mức rồi, điểm từ 1 tới 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, được rồi. Nhưng mà cái lực không có đủ. Vâng, vì sao là đuối. Là đuối. Vâng. Rồi, bây giờ em đếm từ chữ A cho 24 chữ cái đấy, A, B, C. A, B, C, D, E, G, S. Rồi, mọi người nghe cái nói, cái chữ nó chưa tròn chữ lắm. Nhưng mà nó có một cái là sức không có, sức lực không có. Thì bây giờ là tôi sẽ giải quyết cho cái em này thì mọi người sẽ thấy thay đổi hết liền. Rồi bây giờ em đi bộ giùm tôi, đi từ đây á tới cuối kia rồi đi trở lại đó. Đi rất là lẹp kẹp ha. Rồi đi qua đây đó, đi lưng chừng vậy ha. Rồi em ngồi lại đi. Tôi có một cái lời khuyên đối với em vậy nè, cái bệnh này á của em á là áp dụng cái phương pháp mình á là sẽ có hiệu quả từ 6 tháng cho tới 1 năm, chứ không có hết liền đâu nha. Dạ. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là ra tuần này em cố gắng đăng ký lớp nâng cao luôn. Dạ. Nha, để chữa, để trong lúc đó chữa bệnh luôn để cho nó ổn. Thì bữa nay sáng nay á là tôi chưa đụng tới cái chân của em, tôi chỉ chữa phần đầu thôi, có nghĩa là tôi sẽ chữa cho em. Tôi sẽ chữa cho em là thông hết cái phần phía trên đầu. Tại vì có nhiều bệnh khác nên ra là chỉ tạm thời chữa vậy đó. Chứ thứ hai là chữa cho em nói đủ sức mạnh lên. Được không? Ok ha. Rồi, còn cái chuyện mà chườm đá rồi cái này là các thứ thì đây sẽ hướng dẫn cho em làm. Rồi, em đi vòng qua đây đi. Rồi đứng qua đây. Rồi, em tiếp tục làm cái tài ha. Rồi. Bị bẻ là phía trên, là phía trên vậy nha. Rồi đó, đúng rồi. Chỉ về chỉ coi phim không có, còn lâu lâu mà còn học lâu lâu mình đừng lên cái anh bi này đều đưa lên mạng hết á, không có. Rồi mọi người yên tâm á, là thứ nhất là trên Facebook á là tối nào tôi cũng đưa bài lên á, người ta mọi người chịu khó xem đó. Cái thứ hai nữa là Vũ Mạnh,
đây nè, khi mình nắm ở đây ha, mình làm vậy không, vậy nè, vuốt mạnh cái, vuốt mạnh cái rồi làm tay kia, ha. Thì là ở trên là sẽ hướng dẫn cho rõ ràng, mình coi rồi mình học ở đây. Còn ai mà muốn mà làm cho tốt thì phải có cái thời gian chút xíu, phải học mấy cái bài căn bản cho đầy đủ. Còn mấy cái này thì chưa, mình làm vô cái là không ngay. Em này theo đây cũng hơi khá khá rồi, người ta mới dám cho là làm được. Rồi, vẽ tay, nắm cổ tay, nắm cổ tay, đó, rồi. Rồi. Đây, nắm cái tay ha, để nắm chặt cái này ha. Rồi, quay lưng lại. Rồi, em bắt đầu làm bài đi. Đó, đúng rồi. Rồi cho tay. Một tay. Không có một tay thôi, một tay thôi. Đó, rồi tay để lỏng vậy đó. Đó, vậy rồi. Ép sát cái dài lên nè. Đó, rồi, kéo. Đó, mọi người nghe không? Nó chỉnh vô, mà nó chỉnh vô cái là này khác liền. Rồi. Rồi, tay kia. Rồi, bên này thôi. Đây là đó, giờ là anh mềm cái tay xuống này đó. Rồi, không, xuống luôn, xuống hai tay luôn. Hai tay luôn, nâng ở dưới luôn. Đó, vậy đúng rồi đó. Rồi, đổi như thế, tư thế. Rồi, đổi như thế. Rồi, ok. Nghĩa là bên tay này bị nhiều hơn. Gần Tết năm ngoái bị té xe gãy xương vai. Đó. Thành ra là hồi nãy mình dãy gãy xương vai nhưng mà nó bị tật luôn rồi. Bây giờ nãy giờ chỉnh vô rồi. Vâng. Anh ta yên tâm. Rồi qua đây. Rồi ngồi qua. Rồi, ngồi lên đây. Đó, ok, rồi nuôi ra một chút xíu, đó, đúng rồi đó, rồi. Nắm liền, rồi, nắm dây chặt lên, nắm dây chặt, đó, ha, rồi, nắm chặt như vậy, rồi, em đến đây, em rút cái tay qua đây. Luồn là sao, luồn là sao, em luồn là sao, luồn, luồn hai tay là sao? Quá không nhiều. Mềm mềm cái tay, đó, vậy đó, rồi, đó, đúng rồi, đúng, ha, rồi. Em cho xoay qua, xoay cho mềm cái đó, đúng không? Đúng rồi, à, xoay cho mềm, rồi. Rồi bắt đầu dở lên, dở, đúng rồi, ngửa lưng ra, rồi dở lên, đó, nghe không? Đó, ok, xong rồi, rồi, nằm xuống đi. Rồi, nằm xuống. Rồi, giữ chặt nha. Rồi, chỉ tay kia luôn. Bữa nay mình giờ, rồi em nằm nghiêng á, em nằm nghiêng, em ngồi vậy như vậy thôi. Rồi, đây, 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 cái này dưới trên vậy đó, cái này kéo qua, còn chưa đẩy vô rồi, chưa được, đây, không có, chưa, nắm như này ha, cái này đây nè, cho cái này xuống đây, bỏ vào như này, đừng có móc cái này như thế, bỏ thẳng ra, rồi cái này coi lại, tay này chân này coi lại, đó, vậy nè, thấy chưa, đây nè, rồi nằm ngửa ra. Rồi ngửa lên ra, đó vậy đó, ngửa vậy đó, cái này nằm đây nè, vậy mới có thấy, thấy chưa, nghe không? Rồi, rồi, đại quá rồi, rồi đứng dậy ngồi dậy được rồi đây. Rồi, chưa đâu, mở nút cáo này một tí,
Rồi, cho tôi mượn hai cái bánh. Thì cái này cực kỳ quan trọng. Hồi nãy mình học cái bơm máu rồi đó. Thì bơm máu lên trên đầu. Tại vì có mục đích khai mở cái phần trên đây. Mà khi khai mở đây thì nó sẽ làm cho cái tiếng nói được, cái sức lực nó trở lại mạnh mẽ. Thì thứ nhất ấy, là kẹp hai bánh này. Hai đó. Thấy chưa? Rồi. Cái chân này thì gác kéo như này. Gác kéo lên. Gác kéo lên. Ok. Mục đích làm tại sao mình làm vậy? Mình gác kéo lên để chặt hai cái mạch máu ở miệng để máu nó không xuống chân được. Mình chặt hai cái bánh ở hai cái nách để cho máu không ra tay được. Như vậy toàn bộ cái hệ thống tuần hoàn bị tắc toàn bộ hết cái khu vực này. Và khi nó tắc hết cái khu vực này thì máu nó dồn đâu? Nó dồn đầu. Thì khi nó dồn lên trên đầu á thì những cái mao mạch đó, nó giãn ra hết. Thì khi mình tác động vô á thì cái hiệu quả nó vô cùng. Cái này là cái độc đáo của y mao mạch mà không có một cái phương pháp nào có như vậy. Và mọi người nhìn đây. Rồi cái này là không có trước nha. Cái này là chưa được bắt trước đâu nha. Ra mọi người coi tôi bấm ha. Thì khi tôi bấm này á, nè, em đứng bên đây nè, mọi người nhìn thấy. Thì tôi bấm cái này á thì rất đau, nhưng mà không sao, con này chịu chơi lắm. Hồi trước có đi bộ đội không? Dạ, ban tiếp theo rồi. Ban tiếp theo rồi không? Mổ thịt lợn. Không mổ, lấy ốc ảm. Dạ rồi, được rồi. Sắp sinh quá, em bị bệnh. Sao? Đây vào đây, đó. Này cứ ra đi, đây chỗ này, cái người chủ em yếu rồi, ra mình bảo phim bảo chứ, là nó không có mạnh, ha, nhưng mà không sao, bây giờ làm cho lực bệnh nó mạnh lên, nó bị yếu rồi, ra khi mà mình bật á, nó rất là rõ thấy mình thấy nó yếu đó, rất rõ, mà khi yếu vậy á, thì nó sẽ làm cho cái gân á, nó nói không được mạnh, bây giờ mình làm cho mạnh lên. Cái này cái ngay cái gần cái chỗ cổ họng để cho cái âm thanh á. Tôi nói cũng kêu rất nhiều trong đó. Kêu chứ, kêu gì? Đau quá. Đau quá. Rồi, bỏ bánh ra, để nhiên ra. Ôi, thoát nạn rồi, đúng không? Rồi, để bánh đi. Rồi, bây giờ hớp không khí, rồi hớp anh vô, rồi thở đều ra, rồi hớp anh lên, rồi thở đều ra, rồi, được rồi, tỉnh táo chưa? Rồi, bây giờ mọi người sẽ nghe em này điếm tiếng lại, nó sẽ hoàn toàn khác ban đầu. Bây giờ em sẽ điếm từ 1 tới 10, mà em hét lớn lên, không cần ngái gì ai, nó bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, chấm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người thấy cái sức nó mạnh lên không? Mà sao em đếm 10 tiếng em vẫn chưa thấy đuối? Đúng không? Rồi, bây giờ em đếm A, B, C đi. Mà em nói anh đọc chậm và đọc lớn lên. A, B, C, D, E, G, S. Em thấy bây giờ bắt đầu nó mạnh lên rồi. Bây giờ em thấy cảm giác sao em nói đưa từ lúc chưa làm đến bây giờ là so sánh nó hơn nhiều rồi, nó khoảng được 70-80% rồi. Mọi người nghe cái tiếng nói bây giờ khác không? Mạnh hơn, rõ hơn, mà em thấy dễ nói hơn đúng không? Vâng, em thấy dễ nói hơn lúc trước. Vâng, tại vì nó nhẹ nhõm cái phần đầu này. Đầu nghe nhẹ nhõm hết hả? Bây giờ đứng dậy cúi ra lên đứng dậy cho nó thấy cho đằng trước thôi. Nhưng mà giờ nha, hồi nãy giờ mình chữa cổ không nha, nhưng mà mọi người xem coi em này đi á cũng đã khác rồi chứ chưa chữa tới cái chân. Chữa chân là tôi sẽ chữa tiếp nữa sau này. Mọi người thấy khác rồi không? Nha, khi mà chữa cái đầu không á, cái chân cũng bị ảnh hưởng, thấy nó đỡ chưa? Bây giờ đi thấy như sao? Vững hơn nha. Vững vàng hơn nè, nhìn ra đây nè. Vâng, em cảm rất cảm ơn thầy vì em rất
là nhiệt tình em đi xuống đây là mấy lần rồi. Hai chủ nhật là em không gặp được thầy, em lại đi về. Và trong Tết, về là trường con đi học lại bị té xe tiếp. Thế là giờ mới khỏi là mới giờ mới đi xuống được chưa tiếp. Cực ghê chưa? Bây giờ em dở cái tay lên, em đây cái tay bên kia nãy bị đau, bây giờ em dở khác lên chưa? Dở khác chưa? Rồi ok. Rồi cái chân vài bữa học nâng cao thì chỉnh lên tiếp cho. Dạ. Nha. Ok. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em? Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.